Hello, xin chào các bạn, mình là Lê Bằng Giang. Hiện tại mình đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đưa và tiễn những học viên đi du học nghề theo diện du học nghề của công ty cổ phần phát triển SHB. Đây đằng sau của mình là các bạn học viên cùng với những nhân viên của bên công ty cùng gia đình đang làm thủ tục check-in và chụp hình lưu niệm để đưa tiễn các bạn đi. Thì bây giờ là mình sẽ tiến sát để trò chuyện với một số bạn. Đấy, bạn về phụ trách marketing, đọc viên quay phim chụp hình. Mẹ ra đây. Mẹ Ngân. Đây là những mẹ. Bến Tre. Các bạn Bến Tre từ Bến Tre để lên đây để tham gia để đưa tiễn các bạn. Bến Tre. Hôm nay là 8 bạn. Đây và là nhân viên của bên công ty này. Đấy, bên SHB. Đấy, rất nhiều đợt đi. Và đợt này là có 8 bạn. Đây là chuyến bay. Chuyến bay ngày 1. Mình sẽ quay lại đằng sau camera để mình sẽ theo dõi cho chi tiết. Đây là chuyến bay ngày 1 tháng 11 năm 2022. Chuyến bay đưa 8 bạn học một số các ngành nghề khác nhau để sang bên Đức học tập theo diện học cao đẳng nghề. Đó. Hôm nay là có chị kia bên kia là chị Tâm phó tổng giám đốc phụ trách về đối ngoại nghiệp vụ có đưa tiễn cho các bạn. Đây là người nhà, tất cả các người nhà của những học viên. Đó. Đấy. Hai. Rất là vui. Đấy, từng người nhà đưa tiễn các bạn đều đứng chụp hình lưu niệm trong giờ phút chia tay để các bạn lên đường học tập. Đấy. Thường thì một năm học thì các bạn sẽ được về, nếu mà có điều kiện thì sẽ được về một lần, được nghỉ một năm, được nghỉ 24 ngày đến 26 ngày. Đây là những cái đoàn khác này, đây là đoàn của du lịch. Đấy. Chỉ có đoàn này là đưa tiễn các bạn học viên thôi. Rồi hết rồi. Nói chung là hôm nay là mình rất là vui khi được tham gia đưa tiễn các bạn trong một quá trình học rất là dài. Đấy, gần một năm hoặc là hơn một năm các bạn học tiếng Đức rồi làm thủ tục visa. Rồi hôm nay để được 8 bạn, những đợt trước một số đợt có thể là bay được nhiều bạn hơn, một số đợt được bay ít bạn, tùy vào cái quá trình học tiếng và thi tiếng của các bạn. Đây là đang công ty đang làm video để các bạn. Ngọc Anh, cái những bạn này là đi theo diện gì nhỉ? Ngành gì? Ngành xây dựng. 8 bạn luôn hả? Ok, 8 bạn đều đi chương trình ngành xây dựng. Là thuộc các tỉnh nào đúng nhỉ? Em Chị Tâm. Các bạn đi những cái người này của tỉnh nào về đấy, em để em quay ngược cái camera. Là các bạn đi hầu hết ở Bến Tre đúng không? 3 bạn Bến Tre, 3 bạn Trà Vinh. Và 1 bạn đi. Thế là Trà Vinh không qua đưa đi à? Ở đây có mỗi anh bạn đưa của Bến Tre thôi đúng không? Không, mọi người về trước. À, về trước rồi đúng không? Ok. Hồi tối. 8 bạn này đi theo diện là đơn hàng xây dựng. Đấy. Các bạn đang chia sẻ kinh nghiệm hoặc là đấy, hôm nay mình ra mình quay những cái khoảnh khắc lưu luyến chia sẻ chia tay của gia đình và những học viên và bạn bè của các bạn. Đây là anh, nhà này là anh Bằng, phụ trách tuyển sinh ở tỉnh Bến Tre. Đó.
người của anh bên tỉnh Bến Tre hiện tại hôm nay là đi đơn hàng xây dựng có 3 bạn. Rất là vui. Dính à, lộ hết rồi. Đấy, bàn này bàn Hòa phụ trách kỹ thuật. Có 8 bạn đi à, 8 bạn đi mà có rất nhiều người thân gia đình nha, các bạn nhìn thấy không? Rất nhiều người thân gia đình đưa đón các bạn. Hàng tháng thì sẽ có từng đợt những học viên của SHB được đưa tiễn để các bạn đi du học như này. Thì trong những cái video sau thì mình sẽ chia sẻ chi tiết về du học nghề và việc làm lao động có tay nghề cao, có tay nghề của SHB, chi tiết công việc của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé trong những cái video sau. Bây giờ mình sẽ vào chúc mừng các bạn và chúc các bạn lên đường Tư Lộ Bình An và sang đấy học tập và lượm được nhiều kiến thức, và đặc biệt là có một cái tương lai tươi sáng đúng theo cái slogan của bên SHB đưa ra là kiến tạo một tương lai tươi sáng cho các bạn. Rồi, xin chào.